em nhớ cái lứa tôm này không? Cái clip tôm này em có làm bữa mà anh em đi bắt giống đó. Cách thả tôm của người dân miền Phước Kiên Giang này đúng 2 tháng rồi anh em ha. Đúng 2 tháng luôn. Quay trở lại thăm ông anh là đi dỡ mấy cái lú nè. Còn cua này là mình thả sau hình như cả 10 ngày gì phải không ta? Sau mấy ngày gì đó. Em nhớ là bữa anh Ba Triệu anh qua đúng không? Lâu lắm, mấy ngày là anh Ba Triệu anh qua anh nói là lấy dụng cái lô cua này thả cho anh nè. Là cái lớp cua nhỏ nhỏ này là cũng nó luôn đúng không? Hai tháng mà tôm xuống vậy là im quá anh em ạ. Cỡ vậy là mình bắt từ từ hả này. Nhỏ 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 quá cỡ như vậy lượt lại không? Nhỏ quá dục. Mỗi lần bơm nước là phải đặt gì làm cho nó lượt bớt mấy con bự rồi nhờ. Nước sốc nó dễ bắt. Nước sốc nó đi phải không? Lượt qua rồi nó dính qua tôm này lỡ bắt luôn chứ tôm nó chưa tính nước. Theo mà nó cỡ khoảng như mấy con bự đầu đàn hết rồi vậy là nó mới được nó bắt hết được phải không? Trời ơi, cua nhỏ nó vô nhóc hết trơn à. Hứa hẹn một mùa bội thu ha. Ôi. 2 tháng anh em ha. Tôm thì đúng 2 tháng rồi đó. Cua thì thả sao tôm mấy ngày vậy đó. Cua chiếc này em thấy đều ngon ha. Nó không có chênh lệch nhiều. Trời ơi cua kìa. Bằng cua con nó đu thế cưng. Ơi còn tôm sú bự nằm ngoài hai con, hai ba con luôn này. Hả? Thải vào vùng bên kia. Ơi cái này sao chạy cua bự nè. Ôi đây có mấy lưới cua trước anh em ha. À. Trời ui. Em bự vô lòng quá. Chạy cong cong luôn. Em thấy cái lớp bự bắt chưa hết nè.
Lớp bự bắt chưa hết nữa, lớp nhỏ lớn lên anh em ha. Ôi, đó cũng có mấy con bự nữa. Tôm mà nếu mà giờ mà mấy con mà lứa lứa hơi ấy này nó nằm chặn giữa giữa này là nó cỡ nhiêu con ký vậy ta? Uống mấy con. 2 tháng mà lọc uống mấy con ký anh em. Nó như cỡ con này vậy ha. Ừ, con đó tính ra cũng lẹ quá, này nó nuôi thiên nhiên chứ lớn lẹ ghê. Hết rồi à? Ủa bên đây mà bữa anh mới khui cho nó chạy qua phải không? Nó đi qua chậm quá, mình giúp cho nó dán. Thấy cái đường đào cho qua đây nè, còn mới tin nè. Giờ mình thả mấy con cua nhỏ anh em ha. Ôi nó chưa ra kìa, còn nằm trong. Mấy cua nhỏ từ mé bên đây mình sang cho nó qua vuông bên đây. Có 2 vuông nằm hai bên. Xa hả? Nó có đặc biệt là nó đi tới đâu phải hết mồi tới đó. Còn mồi là nó ở lại nó ăn đúng không? Ừ, nó ăn hoài nó hết mồi nữa. Có một số anh em hỏi em cái cách chăm sóc này kia, nhưng mà nhiều khi em nghĩ chắc cũng vùng miền cũng khác nhau, cũng khó áp dụng. Còn cua này thì như mấy anh em có hỏi là cua này mình thả cua tiêu dưa anh em ơi, đó là anh em luôn ha, bằng như hột tiêu với hột dưa vậy đó, mình lấy cỡ cỡ đó. Còn anh em mà hỏi mà cái giống tôm là giống gì, còn giống cua là giống gì thì cũng nói với anh em luôn là ông anh đây ông thả thì chỉ là những cái trại giống ở gần nhà đó anh em, trại giống nhỏ lẻ nhưng mà người ta lấy cái nguồn nước thì con giống của địa phương người ta ưa mấy, chứ cũng nói chung là thương hiệu lớn thì không có nha anh em ha. Không có cái vụ mà cái thương hiệu mà lớn, ví dụ như Bình Thuận Cà Ná này kia đầu số 1 năm Mỹ hay gì này kia là không có anh em ơi. Cái này là tại vì bà con người ta thả mùa này qua mùa kia ở gần á, thì nó có cái tương tác qua lại mùa này mùa kia với nhau thì người ta đặt tôm cua vậy thôi, chứ còn thương hiệu thì nó không có anh em ơi. Mấy con mùa trước còn lại ghê không? Nào mấy con. Mềm á.
cua này là từ đây tới ấy, tới cuối năm mình có thả lứa nào nữa anh ơi? Một lứa một thả lần một vậy hả? Mùa Tết mình sao? Là qua Tết mình mới tiếp tục thả nữa. Còn tôm này mình có thả thêm không? Tôm là thả thêm. Tôm bắt trong vòng khoảng 3 tháng. Còn nó ngưng vậy là bắt đầu mình phải lấy nước mình thả thêm à, thả lại hả? Chữa vô cái tạo rồi thả lại. Nhỏ mình thả lại nha. Cái này tại vì mình bơm nước thêm á anh em. Mình bơm nước thêm á là nãy mình đi mình đặt mấy cái kêu bằng cái gì quên này. Cái lú ở mấy cửa nước vô rồi nè, cho nó đi ra như mình bắt để mình thăm chừng nữa thôi đó. Cái chỗ mình bơm nước rồi đó đi lại tới đây. Còn ngoài kia nếu mà đúng vô mùa đặt xa xa một cái thì đi một mùa ngoài kia luôn đặt. Đặt thử 4 cái mình theo dõi nó. Rành gì mấy anh em không có trả lời cho anh em cụ thể được, nhưng mà qua ông anh không nói sơ sơ vậy thì cua năm thả một vụ anh em. Còn tôm sú này thì như đã nói đó, khi mà nó đạt rồi thì mình bắt miết tới khoảng 3 tháng hơn là mình phải thả thêm lứa nữa anh em. Bơm nước ra mình xử lý nước thả thêm lứa nữa, người dân ở đây người ta nuôi vậy. Còn mấy cái vùng khác thì mình áp dụng theo kiểu này cũng không biết sao, với lại là cái diện tích đất đai rồi kia nó cũng khác nữa anh em, không giống đâu. Ở mỗi vùng này người ta cũng làm mỗi vùng cũng mỗi khác nhau luôn chứ không giống ai hết. Con cái lưới cua này đã thả thấy ưng quá nè. Cua nào là đều đã nghe không? Kẹp đau đau đều rang. Kẹp đau đau đều rang. Thương hiệu gì anh em ơi? Tôm đầu xe. Giống nó gì đó. Cái giống rẻ nhất là mình mua tôm, cái giống rẻ nhất là mình mua tôm nó 15. Rẻ gạt cái tiền. Thì nó quá rẻ gạt nữa. Rồi em ơi, em mê lưới cua này quá ta. Lưới cua này dầm thì cưng ghê thiệt. Như con này nãy giờ thấy con này là nhỏ nhất, con nó dùng nước là nhỏ nhất, nó.
như nó đều chưa. Ok. Cơ ngon. Này bạn con nửa ký, con nửa ký thì thôi. Chiều tối rồi anh em ơi, về đây thăm ông anh này, 2 tháng thả tôm rồi, mình đi theo ổng mình làm clip chia sẻ anh em ha. Qua cái video thì anh em là có quan tâm đến tôm sú giống cua đồ này kia thì em cũng chia sẻ thiệt tình với anh em vậy. Người dân ở đây người ta nuôi vậy, ông anh này thì ổng ở đây ổng nuôi biết nhiêu năm rồi. Ra em cũng làm ổng quá nhiều clip luôn, cũng không cần phải nói nhiều nữa, thật tình thì chia sẻ với anh em vậy á. Nhiều anh em coi clip cua clip tôm mình hỏi thăm em cảm ơn rất là nhiều, nhưng mà có hỏi ổng thì ổng cũng như nãy giờ ổng nói với anh em vậy đó, tôm thì cũng không có đủ tên tuổi, cua cũng không tên tuổi gì luôn, chỉ là làm ăn bằng cái mức độ uy tín thôi, cách làm khác. Hello anh em ha. Rồi bye bye anh em ha, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nha.